Xin mời gia đình đến mâm cơm canh đầy đủ, có ba lương cơm, có rượu, có nước, có ấm trà thơm, để mời người thân cùng mình bữa cơm thường lệ, bữa cơm của buổi chiều già ngày hôm nay, để chỉ còn lại có một đêm nay là đêm duy nhất, để buổi sáng mai không trở về nơi bãi bạc độc độc không âm nhật nhà nhà, để chẳng bao giờ người thọ cùng một con còn được mời bữa cơm này nữa. Đi tất công lên khổ phận đi đông là không cũng khổ đó này có các cháu cấp lễ rồi ngồi sau Hoàng ơi, xong đốt cho ba lén hương cắm vào mâm cơm nhưng chị chưa quên. Tháo hết những cái ấy ra, tháo hết những cái đậy ra. Quỳnh ơi, Quỳnh tháo hết những cái bóng ra. Tí đã không gắp được. Tháo hết cái bóng ra, tí không gắp được. Xin mời toàn thể các con, các cháu cùng với người vợ hiền. Xin mời trai rể từ đằng trước, gái dâu và các cháu một ngoài tương thể đằng sau. Yeah.
cha ơi nhất đoạn sơ trong con là cha thay là sơ cha ơi dân dây mời cha cha ba tuần mà rượu đầy cha chờ ơi sơ cha ơi để giờ tay chai dân rượu đi sâu sâu ngay con mà sơ sơ cha ơi để cho chúng con không nào cha con gái sẽ thách thức ăn vào bát để gọi lên ba một bảy bí cha trở thầy xây một cơ cơ thường để công minh cha ơi bắt con đông lại đấy sư sĩ cha mẹ tạo căn vất vất vả mà cha ơi để tạo đủ lần người cha mẹ kiếm đi về tập tập vừa nỗi con cha ơi ngoài bà con vong vong con đại hội hòa chừng 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 không cha ơi không lặp lặp lại trang trang cuộc đời xa xa cha đi đường chân chân xa xa mãi mãi cha ơi để cha bao giờ chúc con còn được gió gió dèo mời cha ơi để giờ đây cha đang ở tay cao mong cô gà cha ơi xin hãy giáng giáo linh linh xa cha cháu cháu nhỏ nhỏ linh linh quan quan cha ơi xin hãy trở về đây yên nhỏ đoạn đoạn cố cố chúc cho là sâu sâu là cha ơi dâng mời cha cha cố 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 đi về cố đối cùng tôi này à ông ơi để giờ lại tóc trong hồi hoài của con mài xót trà ông ơi để giờ tạp tạp khăn nó đầy đủ giật giật lên nó về về xin mời các cháu về xót trà và lấy con tăng tăng để mời mời ông của mình cùng với công công cụ triều đà công
Anh Sáu ấy ở Tân Hòa đây, ông Hương, Hương đúng lợi. Bà sắp lễ không bảo à? Bảo rồi. Có đâu. Bảo rõ mà có đây rồi đâu vào. Có cất đấy. lời nói của anh chả có hiểu miệng đâu. Có gì phải cái thằng quan trưởng mà lù lên các bạn. Lù lắm đó, mình bảo nó là vàng. Thằng này trưởng thôn nó đập chết. À, có lẽ chưa mà chú cháu lên lễ rồi thấy không? Lâu mà nó nổ vầm. Lên lấy ra sổ không? Nó đặt tiền lên nổ vầm. Đây anh không đi ra, anh chưa có đặt rồi. Đâu? À đây rồi. Đúng được rồi chứ. Quang mà bảo chụp luôn rồi anh cướp. Quang bây giờ nó nhát thối quang bây giờ. Không hả, kiểu quang không thua. Đến cả quang rồi nó rất bị nguy hiểm. Nguy hiểm lắm, vớ vẩn là đập chết. Tẩn mình mâm nào, trên cơm mình cũng hết mâm. Mẹ cái đấy, lấy tủ kẹt đấy. Có một câu nó bảo một câu. Mẹ nghe bảo. Mẹ nghe trốn chết. Mình ngồi đâu? Con lên được. Con lên đủ mông. Mình vào đây à? Vào đây ngồi cho ấm. Ngồi mẹ đây này, cho nó dễ đi. Phải. Anh ngồi đây uống rượu rượu kèm. Ngồi. Em chỉ với thằng nhà anh thôi, em xem ngay. Gọi thằng Hải đây, mau lên bảo múc miếc cho nó cái gì. Gọi ra đây xem nào. Trong bốn bếp này. Bảo ra đây, nó mai kêu mai. Lá xanh xanh kìa bảo. Không. Đó, ông bảo gọi nó ra đây. Lá xanh xanh đây này. Bảo gọi nó ra đây để nó bảo mai múc gỏi vườn cho nó. Được rồi, nhưng mà ý là mình chỉ dặn nó thôi. Quân rồi. Ra đây tí em phải về lấy áo. Rét lắm. Thế nói là bảy. Báo lại nhìn anh bảy em. Sáng có điện cho em rồi. Nó bảo cô ấy, ông Hương ông chết thì cháu phải không ai mà. Có được bao không mà. Có múc được thì sợ ông Hương xong rồi có múc cho. Ừ. Nhưng mà ý là mình muốn gặp nó trao đổi tí. Làm luật mâm thật kẹt này. Thằng bây giờ là nó ở bên mâm Văn Thái cho nên là... Thế nhưng mà nó lái xe, lái máy múc cho thằng nào?